Chào tất cả các bạn, như các bạn cũng đã biết thì vào cuối mùa giải này Repsol và Honda, Repsol là hãng dầu khí của Tây Ban Nha và Honda là hãng xe mô tô, ô tô của Nhật Bản sẽ chia tay nhau ở MotoGP, kết thúc một mối tình kéo dài đến tận 30 năm. Một mối tình mà đã mang lại rất là nhiều thành quả, phải nói là vô cùng ấn tượng và tự hào. Cùng nhau thì họ đã giành lấy được là 15 chức vô địch dành cho tay đua, 10 chức vô địch dành cho nhà sản xuất và 183 chiến thắng chặng tính tới thời điểm này nha các bạn. Nếu mà trong 4 trận đua còn lại của mùa giải MotoGP năm nay, Juan Mir, Luca Marini, Nakagami hoặc là Johann Zarco, hai tay đua đó không phải trong team của Repsol. Nhưng mà chuyện đó mình sẽ nói sau ha. Nếu như Luca Marini và Juan Mir giành chiến thắng thì cái số chặng đua sẽ được tăng lên từ con số là 183 chiến thắng chặng. Và rất là nhiều tay đua tên tuổi trong quá khứ đã từng đua trong màu áo của Repsol Honda Team. Chúng ta có thể kể ra như là Mick Doohan, Valentino Rossi và có lẽ nổi tiếng nhất là Marc Marquez, người đã đưa thương hiệu Repsol đến với hàng triệu người trên toàn thế giới. Đặc biệt hơn nữa khi mà Marc Marquez là tay đua người Tây Ban Nha kết hợp với một hãng dầu khí, một doanh nghiệp lớn như Repsol thì thực sự là hổ mọc thêm cánh, đúng không các bạn? Nhưng mà dù sao đi nữa thì vào cuối mùa giải này hai bên sẽ chia tay nhau. Mình nghĩ là một nước đi rất là đúng đắn của cả hai bên, tại vì thực sự thì sau một khoảng thời gian dài như thế thì người ta cũng cần tìm những cơ hội mới, người ta cũng cần nhìn một cái hướng đi mới và người ta cũng cần một cái sự khởi đầu mới. Thực sự thì mùa giải này các bạn thấy là logo của Repsol nó không còn được chạy một hàng lớn trên thân xe của chiếc RC213V nữa, mà xếp ở dưới. Kích thước chữ cũng nhỏ hơn và cái sự hiện diện của Repsol nó cũng không còn nổi bật như là những mùa giải trước đó. Nguyên nhân thì chúng ta có thể kể ra, đó là sự đi xuống về thành tích của Repsol Honda Team trong vài mùa giải trở lại đây, và đặc biệt là giọt nước làm tràn ly khi mà Marc Marquez đã quyết định rời bỏ Repsol Honda để chuyển sang thi đấu cho Gresini, chạy một chiếc xe của Ducati. Cho nên là Repsol cũng không còn quá mặn mà khi mà con gà đẻ trứng vàng của họ đã cất bước ra đi, không nói câu tạ từ. Nhưng mà mình nghĩ thì Honda cũng không có gì phải buồn quá lâu, tại vì theo nhiều nguồn tin thì Honda và Castrol đang đi đến một cái thỏa thuận để làm việc chung với nhau, để trở thành đối tác của nhau kể từ mùa giải 2025. Dĩ nhiên là sức hút của Honda vẫn còn lớn, và Castrol thì các bạn cũng biết rồi, họ tham gia vào rất nhiều các hoạt động motorsport, từ công thức 1, từ những cái giải đua xe hơi khác, rồi họ cũng đang tài trợ cho đội Elcia Castrol của Lucio, mình không nhớ tên gì các bạn, Lucio, các bạn đợi mình xíu ha, Lucio Cecinello, Lucio Cecinello. Nhớ cái tên Lucio thôi, còn cái đoạn sau thì không nhớ. Cho nên là mình nghĩ là hai bên kết hợp với nhau thì cũng là một cái chuyện hết sức là hợp lý. Honda cần một nhà tài trợ mới, và Repsol, xin lỗi các bạn, và Castrol cũng muốn cái sự hiện diện của mình được gắn với một thương hiệu nổi tiếng hơn. Honda là thương hiệu thành công nhất ở MotoGP, và dĩ nhiên khi mà chúng ta gắn thương hiệu của mình vào Honda thì uy tín cũng được tăng lên. Các bạn cũng biết là Castrol vào năm 2000 đã được mua lại bởi BP. BP cũng là một thương hiệu dầu nhớt của Anh. Nói chung là hai thương hiệu này đã kết hợp với nhau. Quy mô của Castrol thì dĩ nhiên là không bằng Repsol nha các bạn. Không bằng Repsol. Theo mình tìm hiểu được thì Castrol chỉ là một công ty con của BP thôi. Lợi nhuận đâu đó tầm 97-98 triệu bảng vào năm 2022. Trong khi đó, nếu các bạn so sánh với Repsol thì các bạn sẽ thấy là doanh thu của họ đâu đó là 4,3 tỷ euro vào năm 2022. Cái này là lấy số liệu năm 2022 nha các bạn. Nhưng mà nếu mà chúng ta lấy BP ra, BP là công ty mẹ của Repsol thì
net income của BB là khoảng 16 tỷ vào năm 2023, 16 tỷ euro các bạn ha. Nên là mình nghĩ BB đã ủng hộ và chống lưng cho quyết định này của Castrol, đưa Castrol đến gần hơn với những thương hiệu danh giá. Castrol cũng hiện diện ở MotoGP rất là lâu rồi và họ cũng tài trợ cho LCR Honda. Và cái chiếc xe mà các bạn thấy là của LCR Honda là một trong những chiếc xe có thiết kế đẹp nhất ở MotoGP ở mùa giải 2024 này. Cho nên là Honda cũng không có gì phải quá nao núng ở cái khía cạnh tiền bạc, và chắc chắn là sang năm chúng ta sẽ có một chiếc RC213V mới. Không còn logo của Repsol nữa mà thay vào đó sẽ là logo của Castrol. Như thế nào thì chúng ta phải đợi đến 2025. Và mình nghĩ là cả hai bên sẽ tiếp tục sau hết mùa 2026 bước vào một kỷ nguyên mới của MotoGP vào mùa 2027. Honda bây giờ thì cũng không cần phải quá lo lắng tại vì họ đã có Repsol và xin lỗi các bạn, đã có Castrol và BP chống lưng rồi. Các bạn thấy là tại vì cái thương hiệu Repsol Honda nó đã gắn kết với nhau quá là lâu rồi, cho nên là nhiều khi mình chưa có chuyển qua cái từ Castrol kịp. Mai này chúng ta sẽ có là Castrol Honda Team hoặc là BP Honda Team, nhưng mà mình nghĩ thì người ta cũng sẽ để là Castrol Honda Team thôi, để mà gia tăng cái độ nhận diện thương hiệu của Castrol hơn nữa nha các bạn. Tại vì Castrol họ tham gia motorsport rất là nhiều và cũng rất là nổi tiếng các bạn ha. Trong khi đó thì BP giống như là một tập đoàn lớn đứng đằng sau chống lưng cho Castrol. Họ đã mua Castrol vào năm 2000 với giá đâu đó là khoảng mình không nhớ là bao nhiêu ta, giá đâu đó khoảng gần 5 tỷ đô la. Nhưng mà đó là thời điểm năm 2000, rất là lâu rồi các bạn, 1/4 thế kỷ đã trôi qua rồi. Các bạn thấy Honda và Castrol kết hợp với nhau như thế nào? Liệu hai đối tác này có mở ra một chương mới thành công hơn, hoặc là thành công ngang ngửa như những gì mà Honda và Repsol đã có với nhau trong 30 năm vừa qua? Thì hãy để suy nghĩ của các bạn vào trong phần bình luận của video này nha. Và các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là hãy đăng ký những kênh YouTube khác của mình để ở trong phần bình luận của video này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và chính sự đăng ký đó là động lực để mình cho ra nhiều nội dung hay hơn nữa phục vụ các bạn. Mình cũng mong Honda có một sự khởi đầu mới, một đối tác mới, một chiếc xe mới, mọi thứ đều mới mẻ. Đôi khi lâu quá với một ai đó, với một đối tác nào đó thì chúng ta cảm giác như là trì trệ các bạn ha. Và đặc biệt là trong thời buổi mà thành tích không được như ý nữa thì cảm giác như cả hai đều là gánh nặng của nhau, và những yếu tố khác đã ảnh hưởng đến quyết định chia tay của hai bên. Honda cũng đồng ý và Repsol cũng muốn ra đi, cho nên là thôi, họ đã thành công với nhau rồi thì bây giờ mình sẽ hy vọng là Castrol và Honda sẽ có một chương mới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Lê Quốc Khánh, người nói về MotoGP hay thứ ba ở Việt Nam. Chào tạm biệt các bạn.